Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác yêu âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chúc anh em và các bác một năm mới thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Và hôm nay thì trong một cái video đầu năm mới thì em tiếp tục lên cho anh em và các bác những cái dây tín hiệu. Đấy, những cái dây đầu Canon này, đầu AV này hay là những cái bộ dây loa của Mang-in-tốc. Đấy thì rất nhiều anh em và các bác thì trong Tết có nhắn tin cho em bảo là em có cái dây Mỹ nào không hay là những cái dây nào cao cấp hàng xịn không. Đấy thì hôm nay em có tranh thủ lên nhanh cho anh em, và tất cả những hàng này thì đều em đang hoàn thiện đấy để gửi đi cho một bác khách. Đấy, bác khách bác ấy đặt rất là nhiều, bác đặt 4 5 bộ, có những bác khách đặt 6 bộ liền đấy. Thì nên anh em nào mà đặt nhiều thì sẽ có giá tốt nhá. Đấy thì hôm nay em có tranh thủ lên luôn cho anh em và các bác. Đấy thì bác khách bác có đặt cho em của em này bộ Canon Canon Mang-in-tốc. Đây là hàng bại Mỹ xịn luôn nhá. Canon này, đầu carbon này. Đây là tất cả dây đều là dây của Mỹ hết. Và anh em nhìn, những dây Mang-in-tốc thì lúc nào nó cũng có chiều, được chưa? Đầu tiên là cái chiều này. Đây. Made in USA. Đấy, có chiều ra và chiều vào âm ly. Anh em thì nhìn. Chủ yếu là anh em mà chơi những cái dây này thì thường anh em là chơi mixer hay là những cái bàn là những cái đẩy đẩy công suất lớn. Anh em cần chất âm nó chuẩn, nó chi tiết cả ba dài, mà những cái bộ dàn của anh em nó đắt tiền, những cái dàn anh em nó phải vài trăm triệu hay là đến có những anh em có thể hơn nữa đấy, nhưng mà trên vài trăm triệu là anh em phải cải thiện cái chất âm của anh em rồi đấy. Đây là những bộ dây tín hiệu cao cấp đấy, thì trên tay em đang làm một cái bộ dây 2 m của Mang-in-tốc đấy. Thì chủ yếu thì anh em hay dùng vào 1 m như này. Đây là bộ 1 m này, đây là bộ AV. Của AV thì em sẽ nói sau. Đây lên cho anh em trước bộ Canon này trước. Đấy, để anh em cắm mixer này. Đây đầu tiên nhắc đến là đầu tiên là cái đầu jack carbon. Được chưa? Anh em nhìn này. Những cái đầu jack này thì anh em dùng lúc nào nó cũng như mới anh bác nhá, không bao giờ bị cũ. Anh em từ nhìn từ những cái đầu jack đây của Mang-in-tốc luôn. Đây. Đấy, thì bên này những cái bộ của nó thì có một sợi đỏ, một sợi đen như thế này. Đó, cho đến cái chữ trên dây. Cho đến những cái chữ trên dây. Và đặc biệt nhất là cái này, cái dây này thì nó cái chất chất âm của nó thì cực kỳ hay luôn anh em ạ. Chi tiết cả ba giải, gọi là trung tính cả ba giải, nói thế cho anh em dễ hiểu. Đấy, giải nào nó cũng lợi, từ giải bát này cho đến giải lời, cho đến giải chép của nó đều hay hết. Đấy, giải nào của nó cũng có thể hoàn thiện hơn được cho anh em và các bác, có thể nó cải thiện đến 30%. Được chưa? Đấy, thì đây là một bộ 4 m, bộ mét này thì bên em đang bán với giá là 950.000 đồng cho một bộ dài 1 m. Đó. Đấy, tiếp theo là đến bộ dây AV. AV này là AV rắc khóa anh em bác nhá. AV rắc khóa. Đấy, nhiều anh em mà đang dùng những cái dây AV thường thì còn rất còn lạ lẫm những cái dây này. Có anh em nào mà đang chơi dây cao cao cấp mà đã có rắc khóa rồi thì nhìn phát biết ngay đây là rắc thế nào. Đấy, nó là rắc khóa ren, được chưa? Anh em mà muốn cắm chắc chắn này, muốn cắm nó không bị ù, không bị rè, hay là anh em lúc anh em mình chạm chẳng may chạm vào dây mà nó bị xoẹt 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 là do cái đầu jack của anh em nó bị kém. Đấy, nên là anh em mà muốn cải thiện cái chất âm nó trung tính cả ba dài, muốn lợi cả ba dài thì anh em chơi cho em cái dây Mỹ này. Đấy, đây là một hãng rất nổi tiếng của Mỹ nhá, hãng Mang-in-tốc. Đấy, anh em nhìn. Đấy, nó có chiều này, có chiều mũi tên này. Đấy, như bộ trên tay em AV này thì có mức giá là 800.000 đồng cho một cặp anh em nhé, 800.000 đồng cho một cặp này. Đấy, cũng dài 1 m, cái đầu Canon thì nó cao tiền hơn. Đấy, còn dây AV thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Còn anh em nào mà muốn đồng bộ luôn cả dây tín hiệu này, cả dây loa, đấy thì em cũng có luôn cho anh em bác. Đấy, cái dây tín hiệu bỏ sang bên nhá. Tiếp theo là đến cái dây đây. Dây loa anh em ạ. Dây loa này thì nó không hề dây loa này thì nó không hề kém cái dây tín hiệu, nó quan trọng như nhau anh em nhá, nó quan trọng như nhau. Anh em cải thiện dây tín hiệu mà không cải thiện dây loa thì nó cũng vẫn thiếu một cái gì đấy. Và nếu chất tốt nhất là anh em nên cải thiện cả bộ luôn, cả dây loa, cả dây tín hiệu thì nó sẽ trọn vẹn nhất, tròn trịa chất âm nhất cho anh em và các bác. Đấy, đầu tiên lên cho anh em là một bộ. Chủ yếu là bên em cái bộ dây loa này thì bên em bán theo bộ. Bộ 2 m, bộ 2 m rưỡi, bộ 3 m. Đấy thì hôm nay sẽ lên cho anh em cái bộ 2 m rưỡi trước đi. Em sẽ báo giá bộ 2 m rưỡi trước. Thì cái dây này thì bên em đang bán với mức giá là 190.000 đồng cho 1 m rời. Có anh em khi mua theo bộ thế này. Đây. Anh em nhìn kể cả dây loa của nó này. Kể cả dây loa của nó cũng có chữ, cũng có chiều luôn. Đấy, chỉ có những cái dây loa cao cấp nó mới có thôi anh bác nhá. Đấy. Đấy, trong cái dây loa của nó thì nó có 4 lõi này, 4 lõi tất cả. Đấy, thì em báo giá trước xong em sẽ show luôn cho anh em xem cái lõi dây của hai cái loại này.
Đấy, anh em cứ nhân lên thôi, 180, 190 anh em nhân lên là 5, 2 mét rưỡi cho một vế đúng không ạ? 20 rưỡi cho một vế đây anh em nhân lên cho em là 5. Đấy 20 rưỡi một vế mà tổng là 5 mét thì nó sẽ là 900 rưỡi. 900 rưỡi xong rồi anh em lại DIY thêm cả đầu rác này nữa. Đấy cái đầu rác này thì bên em sẽ đây, ví dụ full đầu bắp chuối này thì anh em thêm cho em thêm 200 nghìn nữa. Full đầu bắp chuối thì tổng của nó là 8 rác tất cả. Đấy, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này thì tính tổng ra là một bộ chưa có chặt đồng nhá. Tí nữa em sẽ lên cho anh em bộ chặt đồng nữa. Đây là chưa có chặt đồng thì có mức giá là 1 triệu 150 nghìn đồng cho một bộ thế này. Đấy, hoàn thiện cho anh em như này luôn. Đấy, chưa có chặt đồng. Còn đây, ở đây có một bộ có chặt đồng này. Ở đây có một bộ chặt đồng. Đấy, cái bộ này em chuẩn bị gửi đi cho một bác khách ở dưới ở trong Sài Gòn. Đấy. Đây là một bộ có chặt đồng nha anh bác nhá. Đấy, đây. Rác bắp chuối này có chặt đồng này. Cái chặt đồng này thì là có mức giá là 100.000 cho một chiếc thế này. Dạ, 100.000 cho một chiếc. Anh em cứ cộng vào cho em 4 4 cái chặt đồng thôi. 4 cái chặt đồng vào. Đấy, thì sẽ là 400.000 nữa, 1 triệu 150 cộng với cả 400.000 nữa thì nó sẽ rơi vào tầm 1 triệu 550.000 đồng có cả chặt đồng. Đấy, đây là bộ 2 mét rưỡi nhá anh bác nhá. Đấy, bên em sẽ hoàn thiện làm miễn phí cho anh em luôn. Đấy, anh em nhận hàng chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, bộ lõi này. Đấy. Có anh em nào muốn cái đầu rắc nó tốt hơn một chút. Muốn đầu rắc có tốt hơn một chút thì em cũng có cái đầu rắc carbon. Đấy. Đầu rắc carbon này. Đây. Cái bộ đầu rắc carbon này nó sẽ như thế này, anh em nhìn. Đây là bắp chuối carbon này bác nhá. Cái đầu rắc này thì có mức giá là 80.000 cho một chiếc. Đấy tổng của nó sẽ rơi vào tầm là 8 8 chiếc thế này. Đấy, đầu rắc răng cưa carbon này, anh em nhìn này. Đấy, thì lúc nào dùng nó cũng như mới. Đấy, anh em so sánh, đây là đồng nhá, đây là rắc đồng còn đây là rắc carbon, được chưa? Nó sẽ hơn nhau. Đấy, như một bộ này em giá là 1 triệu 950.000 đồng, một bộ dài 2,5 m 900 1 triệu 950.000 đồng, được chưa? Đó, đấy thì vừa xong thì em cũng vừa báo giá xong cho anh em ba bộ dây loa, một bộ không có chặn này, một bộ có chặn rắc đồng này và một bộ có chặn rắc carbon. Thì bây giờ em sẽ show luôn cho anh em xem cái cốt dây nhá. Thì rất nhiều anh em mà khi đặt hàng của bên em xong thì anh em hay nghi ngờ hay là kiểu chưa nhìn thấy lõi, chưa tin tưởng lắm. Thì đây, trên tay em đang là một sợi dây loa này và một sợi dây tín hiệu, thì bây giờ em sẽ tuốt cho anh em nhìn để anh em có thể tin tưởng hơn khi đặt hàng. Đầu tiên là cái sợi dây loa, được chưa? Đấy, đầu tiên là cái sợi dây loa này. Của nó thì màu xanh xanh hết. Đấy, rất là dài anh em ấy nhá. Nhìn nó như cái ống nước, nó to đùng luôn. Phù hợp để anh em đánh loa to, loa full, loa 4-5 tấc hoặc loa toàn dài. Đấy. Đây. Cho anh em nhìn cái lõi. Đấy, đây, vỏ nó dày thế này cơ mà. Anh em dùng có khi dàn âm thanh hỏng rồi, loa hỏng rồi, dây còn chưa hỏng. Đấy. Tiếp theo đến bên trong là có bốn lõi này, xanh đỏ tím vàng này. Đây. Đen đỏ này, trắng xanh này. Em tuốt luôn cho anh em xem cái lõi dây nhá. Đấy, để anh em có thể tin tưởng cái đặt hàng bên em. Đấy, thì cái thật ra thì cái dây Mackintosh này thì nó không còn mới, nó không không có không mới, nó cũng khá là nhiều rồi. Em bên em lên cho anh em khá là lâu rồi. Đấy, nhưng mà đợt này thì hôm nay thì tiện làm cho bác khách, mấy bác khách thì em tiện quay luôn cho anh em và các bác. Đây, cái lõi nó của nó bằng đồng hoàn toàn nha anh em nhá. Đây. Đồng tơ này và bên trong của nó thì có một sợi bạc, được chưa ạ? Một sợi bạc đây anh em nhìn, bốn lõi như một nhá, bốn lõi như một anh em nhìn cái đấy, bốn lõi như một đấy, đồng tơ hết này, là cái giẻ bát của nó cực kỳ chắc luôn, và đặc biệt hơn là nó có một sợi bạc ở đây anh em nhìn. Em sẽ tuốt cho anh em nhìn cái lõi dây của nó. Đấy, đây bên trong của nó mà anh em nào mà không tuốt cái lõi này ra, nếu mà làm mà không tuốt cái này ra thì nó sẽ không tiếp xúc được cái dây bạc, nó sẽ tối hẳn cái dây đi. Đây em vừa tuốt trong này ra đấy ạ. Đó, đây cái loại bạc này, đó cái loại bạc đây anh em nhìn. Đấy, bạc mềm lắm, nó mềm lắm, đây nó mềm mềm quạt luôn đấy. Đấy, đấy đây, thì đây là cái loại dây loa nhá, đây là cái loại dây loa. Còn tiếp theo là đến cái dây tín hiệu này. Dây tín hiệu là cái dây Canon với là dây AV đấy. Đây tuốt luôn cho anh em nhìn cái dây tín hiệu nhá. Đấy, thì đây thì nó cũng có chiều. Đấy, nó cũng có chiều như này đây. Đó, đây cái chiều của nó đây, anh em nhìn. Đó, đây Mackintosh đây.
Intercontinental này. Đấy, có chiều này. Tuốt luôn cho anh em nhìn nhá. Nó khá là dai, khá là chắc chắn. Dây loa thì lúc nào nó cũng mềm hơn dây tín hiệu. Cái vỏ của nó, còn cái vỏ con này thì nó hơi chắc chắn một chút. Thật ra là người Mỹ người ta làm cái dây ra thì nó cũng là dạng xịn. À, em rút ra mãi không rút được. Rất là chắc. Em sẽ rút ra cho anh em nhìn. Đó, đây. Bên trong nó có rất nhiều lớp chống nhiễu nhá. Bắt buộc dây tín hiệu lúc nào nó phải có chống nhiễu rồi, đúng không ạ? Lớp giáp ấy, nhiều anh em gọi là lớp giáp đấy ạ. Bên em thì hay gọi là lớp chống nhiễu, được chưa? Tiếp theo đến là một cái lớp giấy bạc. Này, giấy bạc thì không thể thiếu rồi. Đây, cái lớp giấy bạc đây. Lớp bạc đây. Đấy, bên trong thì nó có bốn lõi. Đấy, bốn lõi này, hai đỏ hai đen này. Đấy, hai đỏ hai đen, tuốt luôn cho anh em cái lõi nhá. Nó có cả bạc cả đồng ở trong này. Đấy, anh em nhìn này, bên trong của nó này. Đấy, anh em nhìn này, cả bạc cả đồng này. Nên tại sao dây tín hiệu em bảo rất quan trọng, nó không hề thua kém cái dây đây có bạc cả đồng, đây đồng đây, bạc đây. Đấy, nên là tại sao nó chi tiết cả ba giải là như vậy. Em tuốt thêm một cái lõi nữa cho anh em nhìn cho nó sướng nhé. Đó. Đây, bốn lõi như một anh em ạ. Đây. Cái cam cái máy của em nó bắt nét hơi khó một chút. Đây anh em nhìn này. Đấy, bốn lõi như một. Đấy, hôm nay thì sâu luôn cho anh em nhìn nhá. Đó, giá thì em đã báo công khai rồi. Canon Macintosh thì có mức giá là 950. AV Macintosh thì có mức giá là 800. Đấy, còn dây loa có chặn, không chặn này. Có không có chặn thì có mức giá là 1 triệu 150 nghìn full đầu jack luôn, và có chặn là 1 triệu 550 nghìn có cả chặn nhá. Đấy là jack thường, còn là jack carbon này. Đấy, jack carbon như này thì có mức giá là 1 triệu 950 nghìn. Đấy, thì công khai giá cho anh em nào quan tâm đến cái mẫu sản phẩm nào thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại em sẽ ghi ở ngay trên màn hình. Cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh và bác trong video tiếp theo.